Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Anna Channel. Hôm nay cuối tuần mình cùng mấy ngày này đi câu cá. Xin chào. Nếu hay thì các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh Anna Channel nhé. Bye. Cần câu đâu? Lấy cần câu ra xem nào. Ôi, có run chưa? Có đây. Câu bằng tôm. Mồi đây. Tôm. Cá đây. Cần câu. Ôi trời ơi, cả mày luôn. Lấy lên đi. Dứt lên. Kéo vào. Kéo vào thế nào, Quyên kéo phụ em kìa. Kéo phụ em đi. Con cá nhỏ tí nhỏ. Đâu, con cá đâu xem nào. Nhảy tăng tăng luôn rồi. Cần câu không có đâu mà. Không có thôi kệ. Đây, chú cá gì biết không? Không biết. Chú cá gì? Rô phi. Đúng rồi, đây là một con cá rô phi nha. Cho vào hộp đi. Cho con câu thìa, bây giờ là con câu thìa đó. Đó là cây gì á? Cây xấu hổ á. Cụp lại không? Dạ chưa? Đụng một cá này nó tự khúc lại. Mình tiếp theo nữa nè. Cây xấu hổ. Đây là cây xấu hổ á, con nhớ chưa? Dạ. Xấu hổ là nó khục lại á. Đúng rồi. Vật thai nhỏ quá. Chị ơi, con cá nhỏ quá. Đây nè. Đi cây nha. Đúng rồi, lúc đang xỏ xong mấy lấy chứ. Giật. Ok. Đâu rồi? Nhắm xuống nữa mới bơ câu được chứ chị ơi. Nhắm chị nha. Tao lại bắt quất biết cào cào. Chưa. Rồi dẫn lên thế nào? Dẫn lên. Đưa con cá kìa, anh Nam phụ em cho vào như lên. Anh Nam. Anh Nam phụ em cho cá vào. Ok. Ok ok. Rút cái cần lại. Rút cái cần lại, móc ra. Muốn làm gì đầu con á?
Cái gì á? Cà rô phi. Cho trong hộp. Cậu em đi vậy. Từ. Đừng có giật vội nha. Đã ăn làm cho nó cong cong một xíu. Buồn. Kìa cắn rồi, giật lên xem nào. Giật lên. Trời ơi. Trời ơi. Cắn là hai đầu ngón tay. Cẩn thận nha. Rồi. Mới quay được một tí rồi đấy. Mới câu được một tí. Tức rồi. Chị mối mồi. Câu mồi gì đó? Mồi tôm. Được chín. Múc nước vào cho nó sống đi. Đang ấy, đang đả, người đang đả. Con lại bóc vỏ ra. Tôm sống nè. Rồi xong. Chưa thấy nó hơi chân chân rồi đó. Đợi xíu nha. Được 5 con. Bớt. Chết rồi. Giật 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 chân được không? Ồ, chưa được rồi. Chắc hết mồi rồi đó, mắc lại mồi đi. Chưa câu được mà đã kêu này. Chưa định một con rồi. Chưa câu được. Sao lâu được vậy? Rất rất mạnh mẽ. Không được à? Mất luôn. Mất hết mồi luôn hả? Cái gì vậy trời? Thấy rồi. Ngồi xuống. Mấy con này đếm đây nào. Mấy con cá đếm đi. 3. Mấy con? 4 con. Nhờ tôi biết đọc hỏi có video. Mấy con này đó. Bốn con. Tự nhiên sâu rồi nó có nước. À có cây nước. Năm câu à? Đang mắc mồi. Cái gì mà ngon ngon thế, xin nó răng cả em. Cái gì mà ngon ngon thế, xin nó răng cả em. Ta la lên đây ta. Không mở
cần câu. Cá mới chưa chèo mồi. Cần câu 7 đấy, mét. Đấy đấy. Trời ơi. Không cần cần câu 7 mét có khác đấy Quyên ơi. Hả? Cần câu 7 mét có khác đấy. Con cá mới chưa chèo mồi rồi. Tụi Quyên không câu được là tối hôm nay về đừng có hầu. Dạ bạn ơi. Úi giời. Nó biết khi nào nên cần nhất. Không biết nước được ngồi nhé, tại ngồi chứ. Kiểu quay video, video. Cần nhất đi. À, cần nhất đấy. Buồn. Nhảy kia. Trời đâu, cần chết chắc. Không thể tin được. Cắt một cắm một nửa con tôm. Trời ơi, cái cần tôm đã. Các con tôm của con cái đầu của con tôm anh nó ăn mất rồi, còn cái người thì con tôm của anh ăn mất, còn cái người nó không ăn. Nào có hơi chân cái chảo chân đi. Xin chào các bạn. Video như thế này là hết rồi. Nếu các bạn muốn xem tiếp thì hãy đăng ký video cho tụi mình nhé. Bye bye. Phải nói là